Chào mọi người, nay buổi sáng sao lên đâu á? Mọi người xem sao nào liên em, số điện thoại 0349653147, Zalo 0965270762. Đó tiền hàng kia thuộc chân á 9,5 này bằng 6,7 6 2 cái 50.000 á. Còn chiều ngoài nữa B1 hay B29 50.000. Tiếp theo hai cái bấm xin lấy cốn á, bình thường á, về mình xài gia đình á, về sướng lại cho đẹp á, hai cái 50.000. Mà hình nhật hiểm lắm, bị 30, 50.000. Thì theo mấy cái lưới bao về mẹ làm gì làm á, hơi mẹ sáu mươi nghìn năm lượt B31 60.000. Có cái vịt thời nữa đâu không, vịt á 300.000. Nay đã tẹt chay đó, về mảnh cái tẹt gặm hơi bao tẹt đó. B32 300.000. Ai kia tay gọi tay gấu tiếng phạt, cái này còn mọc đấy. Măng như này, còn một cái bá chia như này. 60.000. Bà ba, 60.000. Này càng hơi hư đấy. Thế em có mấy cái dụng cụ này về mình làm giá tiền á, cắt ra làm giá tiền á, 50.000, sắc bẹn lắm. B34 nên mình dâu mì nè, bên 8 sen á, bình thường bảng 90 á, bên này đẹp. Bên này đẹp thì 101 á, thì mình trả xe đạp á, trả xe đạp, trả xe đạp sưu tâm, cái này cột yếu sưu tâm á, B35, 110.000. Có cái mắm tiền nè, mắm tiền có cái đầu quay luôn á, em bảng chiều 2, đây của hàng sốt, châu lực á, đơn kinh đường kính là 11 chiều hóa nhé, được cả duy nhất. Cả ní cả cái tay quay nữa, B36 chiều hóa. Có mấy cái mùi có cái mấy cái mùi lượng đấy,
Vì mà anh lấy thẹp á. 70 nghìn. B33. B37. Mình lên nhánh á, có cái rêu dài tầm 33. Rêu này 160 á, nặng 1 kg á. B38. 86. 86. Lên bên nhược á. Nhược 2 thi á, 1 lít. Này về mà anh cứ phá 1 lít đó. 1 lít là 4 nắp này. Bên em bạn 100 nghìn. Về mà anh để ai lấy va chai bằng cỏ là em lấy số nhiêu á. B39 100 nghìn. Bên R7 bên này thì 60 nghìn. 60 nghìn bên này. Chúng mình em làm đồ cũ thì hay sai cái này, em hay sai lắm. Bên này là 350 gram á. Có mùi khoét này, chân 17 lý á. Mùi này mùi 75, 250. Bên 41, 250. Có cái tăng đại hoặc nó bình thường á, bình thường thì 250 á, tăng đại hàng á. B42 250. Có kia ổ khóa này 40 nghìn. Còn sợi cuội B43 40 nghìn. 3 kim này, 1 kim nguội này, kim điền này, mẻ lưỡi, kim cắt này, 2 kim cắt này. 3 cái 80 nghìn. B44 80 nghìn. 2 kim cắt này thì cắt tốt á, nhìn nó đáng bình thường. B44 có 2 cái đĩa như này, một cây dài hơn ngang tay, một cây nhỏ nhỏ thôi. 2 cây 80 nghìn. B45 80 nghìn. 2 cây có bồ một đôi chuột này. 3 cây 21 26. 1 cây 19 21. 19 21 thì hơi rớt rồi. Còn 3 cây này thì một hàng này thì đẹp chắc. Bộ này 250. Em luôn á, 2 cây 21 26. 1 cây 19 24 này. 1 cây 19 21. B46 250. Coi cá mì á. 350 á. Về màn siêu tâm á, cá inox. Con inox thôi. Inox quá, lấy cho này bằng inox thế đó, chỉ có cái quai này bằng sắt đó. B47 350. Inox có không? 500 không? Thì cái đó. Sao nhiều lại. Có cái mùi đục 26 ly. Mùi đục 26 ly nó dài nha. 43, mùi này 100 nghìn. B48 100 nghìn. Có một bộ chìa khóa này, này cọc em mới gửi á. 58 này, Asahi này. 50 46 này, tốt. 75 này, Asahi. 50 Asahi luôn.
300.000. Bộ này P49 300.000. Em có cái rêu này. Rêu này càng hơi cắm á. Càng hơi cắm. 400.000. Rêu lớn á. Bị 50 400.000. Có cái đập ghim này. 40.000. Về mình bỏ ghim vào đây á. Bỏ ghim vào đây là đập thôi. Đây trong này. Gài lại. Này của hàng mắc á, mắc. Bị 51 400.000. Còn mờ chi 2 ký, nay bạn 80.000. Bị 52 2 ký chi 80.000, chưa có phí ship. Theo cái lô cái này 107. Khá đẹp. Bị 53 107. Đợt này thì có mấy cái thôi. Đánh sai tránh thủ. Xem lên cái thùng đá. Thùng 7 lít á. Thùng 7 lít hơi mọt đây này. Hiệu quái này. Hiệu quái quái đây này. Trong đây con người vẻ nè, tròn kín nè, còn đẹp. Xa trong họ quắng nè, quắng hơi mặn nè. Thùng này 150. Về mặn hàng vào cái xe thì chẳng cần gì nhiều đâu. Mặt này đẹp là được. Mặt trong này xấu. Chúng ta phải bế 54 150. Thì em có cái tăng. Cái này cũng tăng đại kiện hàng á. Nhưng mà hàng cổ. Này về sơn lại á. Để cho đẹp đó, cho cổ thôi. Cái này 350 á. Bị 55 350. Cái tăng đại á. Ai lại thì em vệ sinh nhá. Tại vì cái này để lâu nó hơi kẹt. Bị 55 350. Chưa có phí ship á. Rồi, hẹn ngày tiếp theo.